Cảm ơn cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền nha. Cũng khá là lâu rồi em Điền chưa lên lại clip cho cô chú chị mình xem. Thì dạo gần đây thì em Điền cũng hơi bận rộn anh chị. Thì em Điền mới mở một cái tiệm rửa xe ở trung tâm huyện Xuyên Mộc ấy. Nên là trong hơn khoảng một tháng nay thì em không có lên video cho anh chị mình xem. Đó, lúc nào để em rảnh rồi em quay em review cái tiệm rửa xe của em cho cô chú chị mình xem nha, cho vui nha. Đó, thì hôm nay em Điền đang có mặt tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trước mặt cô chú chị mình đây là mặt tiền đường tỉnh lộ 329 nha anh chị. Cái vị trí khúc này thì em đi ra trung tâm xã Xuyên Mộc, ngã tư Xuyên Mộc đó, thì khoảng là một cây số đi hướng này ha. Còn mình đi vào hướng này là đi xã Hòa Hội cũng như là xã Hòa Hiệp. Đi chút tới chút xíu là cầu 1 rồi anh chị. Thì cái lô đất em Điền mà muốn giới thiệu tới cô chú anh chị mình đây á, là có hơn 3.000 m², có 100 thổ cư anh chị, có mặt tiền đường nhựa luôn ha, mặt tiền đường nhựa. Nói chung là đường của mình sẽ song song với lại tỉnh lộ 329 này. Mình đi vào khoảng là vài trăm mét thôi anh chị, đi vào hướng này đó. Thì trước cổng vào thì đây có hai biệt thự rất là to ha, đó, hai biệt thự rất là to. Đó, đi vào hướng này anh chị mà đi xuống cái hướng này thì cứ thấy hai biệt thự này nè. Đó, hai biệt thự này thì cô chú anh chị rẽ vào đường giữa này. Đó, đi ra đi vào cái đất mình. Đó, thì bây giờ em Điền sẽ lên xe và em Điền sẽ quay cái lối đi cho cô chú chị mình xem cái lối đi vào đất mình luôn ha. Đó. Đó, đường nhựa rất là rộng anh chị. Đó, đường nhựa mới trải luôn. Đó. Hai ô tô né nhau thoải mái luôn anh chị ha. Cái vị trí bất động sản mình được cái là gần tỉnh lộ 329 anh chị, ra khoảng vài trăm mét ra. Đó, và có mình có diện tích rất là rộng, nằm khu dân cư đông. Đó, hiện tại mình đang có sẵn 100 thổ cư rồi. Nhưng mà mình có thể là lên thêm thổ cư được nha, tại vì đất mình là quy hoạch đất ở nông thôn, mình có thể lên thổ cư được thoải mái luôn, lên hết đất luôn ha. Đó, vì vị trí bất động sản mình thì xuống biển Hồ Tràm cũng không có gần lắm anh chị, khoảng đâu đó là 15 cây hơn, 15 cây số hơn ha, đi xuống biển Hồ Tràm. Còn về cái vấn đề mà từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây á thì mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Mình tới ngã tư đầu tiên ha, ngã ba đầu tiên mình rẽ bên tay trái. Mình đi vào thì bất động sản mình sẽ nằm trên mặt tiền đường này luôn anh chị. Mặt tiền đường nhựa này luôn đó. Xung quanh thì dân ở đông rồi anh chị ha. Đó. Và có những cái vườn nhãn đặc biệt đất ở đây thì rất là màu mỡ, rất là tốt anh chị. Đó, có vườn nhãn đơm hoa kết trái rất là nhiều luôn đó. Anh chị có thể nhìn bên tay phải của mình này, ở nhãn quá trời luôn anh chị ơi. Hình như nhãn này là nhãn tiêu hoặc là nhãn thái anh chị. Trái hơi nhỏ. Đó thì rồi cái bất động sản mình tới đây rồi anh chị. Bất động sản mình thì trước là gia chủ mình sẽ tính làm một cái khách sạn hoặc là một cái homestay, cái view nghỉ dưỡng đó. Nhưng mà bây giờ thời điểm này thì thực sự là khó khăn nên là cũng phải bán thôi anh chị. Tất nhiên là thời điểm này bán thì không phải là bán được giá đâu anh chị ha. Đợt này thì bán thực sự là rao giá cần bán, giá kẹt cái giá lỗ anh chị. Đó. Giá này rao là giá lỗ. Đây thì bất động sản mình sẽ có là 10 mét mặt tiền đường nhựa này ha. 10 mét mặt tiền đường nhựa. Đức mình thì không thể nào mà tính giá theo mét ngang được. Đó. Thì em cũng sẽ báo giá lại bất động sản mình luôn là khoảng đâu đó 3.200 m². Đó. Tổng diện tích là 3.200 m² và có sẵn 100 mét thổ cư anh chị. Tiếp giáp mặt tiền đường nhựa này 10 mét. Sâu sâu thì vào ngay chỗ tường rào đó là 40. Mình sẽ nở ra ha, nở ra. Đó. Vào giống như hình chữ T vậy anh chị. Đó. Thì bất động sản mình có giá là 6 tỷ 900 triệu anh chị. Tất nhiên là giá này sẽ có giá thương lượng. Đó, giá gia chủ rao ra đang rao bán để mà cô chú chị rao quan tâm đến á, thì là 6 tỷ 9 thì khoảng đâu đó là hơn 2 triệu chút xíu thôi, 1 m² ha. Đó thì bất động sản mình hồi nãy em Điền đi từ hướng này đi vào đó thì đi vài trăm mét là ra tỉnh lộ 329 rồi.
đi tới đây ngã ba này, rẽ phải này ha. Đó, còn hướng này mình vẫn đi thông ra được nha. Nói chung là đường bất động sản mình sẽ có hai lối đi. Đó, lối đi đằng sau và lối đi đằng trước nè, có tới ngã tư ha. Rẽ bên tay trái này, mình đi thẳng một mạch ra 329 luôn. Đó. Thì đây anh chị, bây giờ em Điền sẽ đi vào. Hiện tại bất động sản mình thì gia chủ mình sẽ có hai phương án để bán ha anh chị. Em Điền nói luôn ha. Bất động sản mình á, nếu mà bán hết á là tổng diện tích là 4.500 m², có sẵn là 400 thổ cư. Đó là bao gồm mặt tiền phía sau là 15 m luôn. Đó, bất động sản mình hai mặt tiền. Đó, mặt tiền trước này và mặt tiền sau, là nếu mà bán hết á thì là 8.900.000.000 ha. Là tổng cho 4.500 m², có 400 thổ cư. Còn mà bán mà khoảng mặt tiền đường này thôi á, không bán mặt tiền đường sau á. Nói chung là đất mình là có 3 sổ riêng ha. Bán đằng sau này không á, đằng sau này 10 m mặt tiền đường nhựa. Đó, và nợ hậu vô là 3.200 m² ha. Cắt cái khúc mà 15 m mặt tiền đằng sau đó đi là còn 100 m thổ cư thôi. Thì bán là 6.900.000.000. Đó. Thì bây giờ em Điền sẽ đi vào trong ha. Thì phía trước gia chủ mình đã rào hết rồi. Đó, tất nhiên là bất động sản này rào tất cả luôn chứ không phải là phía trước không. Rào hết bằng gạch block, gạch này kia ha. Nói chung là ở phía trước thì gia chủ mình muốn có cái kiểu làm cái lối đi ra đi vào thôi, chứ cũng chẳng xây dựng gì ở đây đâu. Đó. Thì cho cái không gian nó thoáng mát ha. Đó, muốn thoáng mát thì phía trước đây. Còn mà đi vào trong đây thì gia chủ mình rào kiên cố, cao cổng kính tường. Đó. Thì muốn tạo cái sự riêng tư của gia chủ mình đó. Nói chung là đây là ban đầu là gia chủ mình là muốn là sử dụng đó. Mà bây giờ thời điểm này anh chị cũng biết là rất khó khăn, rất là khó khăn ha. Đó. Thì bất động sản mình này anh chị thấy nè. Đó, rất là nhiều dừa. Ở trước là làm được gọi là cái khách sạn. Làm khách sạn với lại homestay đó, lên ý tưởng rồi. À, không có kinh phí để vận hành. Bây giờ kẹt quá bán anh chị. À, bán thì giá thì em cũng rao rồi đó. Đó, phía sau nè anh chị này, thấy nè. Cổng rào kiên cố ha. À, gạch rất là đẹp, gạch này là gạch block anh chị. Gạch không nung, gạch xi măng. Đó, dừa khoảng là mấy chục cây anh chị, mấy chục cây dừa đó. Đó. Thì bất động sản mình nè, sâu vào đây là 40 m ha, và nở ra kia đó, bẻ ra kia ha, rồi vòng xuống đây. Đó, thì nói chung là 3.200 m² luôn. Nói chung là ranh móc thì anh chị nhìn cũng có thể hình dung được ha. Đó, qua bên này. Đó, và vòng xuống, nói chung là rào hết rồi. Ranh móc rõ ràng. Rất là mát anh chị. Ở dừa này như dừa này, dừa kiện, dừa xiêm hay là dừa lùng, dừa cỡ này là có trái rồi. Đợt này mùa khô anh chị, anh thấy trái. Đó. Rồi tới đây mình gia chủ mình xây kiểu hàng rào trụ tiêu. Đó. Hàng rào trụ tiêu. Tức mình thì tới tranh đầu này là đây. Nếu mà tính mà 3.200 m² á thì tới đây, tới cái rào này ha, và mình đâm thẳng cái rào này, cắt ngang qua luôn. Đây, tranh mình bên này ha, đổ qua đây. Thì 3.200 sẽ tới đây anh chị. Tới ngay cái móc này ha, ngay cái rào này, và đâm cắt ngang qua luôn. Cắt ngang qua là 3.200 m² ha, có 100 thổ cư ha. Đó. Còn mà bán mà 4 sào 500 á thì thêm cái lô đằng sau này nữa, mặt tiền đằng sau nữa. Anh chị có thể thấy nè, nếu mà cô chú chị mình mua luôn hai lô thì mình sẽ lợi tiền hơn anh chị, chẳng qua là nó hơi nặng tiền chút xíu thôi. Đó. Từ đây qua ha, để qua bên kia là 3.200 m² ha, đổ về bên này 3.200 m². Đó. Còn mà từ đây đổ ra thì thêm 1.300 nữa anh chị, 1.300 nữa là ra tới đây. Đó,
là 4 sao rưỡi đó. Và bây giờ em sẽ lui phía sau 4 sao rưỡi luôn, mặt tiền phía sau cho cô chú chị mình xem luôn ha. Ở trên đất thì anh chị cũng có thể thấy nè, rào trụ tiêu rồi tường block hết, tường gạch. Ở dừa thì trồng theo hàng lối đàng hoàng. Hai bên, nói chung là phía sau này thì ngang được là 15 mét anh chị, 15 mét mặt tiền đường hiện hữu nha. Phía trước thì phía trước đây thì gia chủ mình có trừa lui một chút xíu làm phía hành lang phía trước, làm vỉa hè, trồng cây xanh đó chị. Ranh mình thật sự là ra tới gần tới đường lận đó. Tới đây là tới hết đây luôn là 4.500 anh chị, 4.500 mét vuông đó. Quay lại phía sau này 4.500 mét vuông, 400 thổ cư. À, một mình mảnh này không là 300 thổ cư rồi anh chị, một mình mảnh này là 300 thổ cư rồi. À, còn mà cái mảnh kia thì có 100 thổ cư thôi, diện tích nó lớn hơn nhưng mà có 100 thổ cư thôi. Cái ranh mình thì đây là rào thôi, thực sự ranh mình tới đây luôn anh chị. Thực sự ranh mình là mình tới đây luôn. Tới đâu ngoài đây ha. Đây ranh mình sẽ tới đây. Đó. Và gia chủ mình có trừ hành lang cho rộng ha, rộng đất và rộng phía trước cho khung cảnh nó đẹp. Trước đất thì có một cây khế ha, cây khế rất là lâu năm tuổi rồi, và một cây xanh ha. Đó. Có vài cây dừa. Thì lối này mình đi ra ngoài đây là ra đường nhựa, mình rẽ tay trái là mình đi tỉnh lộ 329 anh chị. 329 mình nằm phía ngoài đây rồi, mình có thể thấy xe ở ngoài đó chạy luôn này. Anh chị có thể thấy nè, đó em zoom ra nha. Đó, xe tải chạy ngoài, anh chị thấy không? Đó, đó. Hướng là gần, gần tỉnh lộ, mình có thể làm. Đó, thì ý tưởng của khách hàng là có rồi, ý tưởng là có rồi, nhưng mà không có chi phí vận hành. Còn không nữa mình không có, mình không không sử dụng về lĩnh vực kinh doanh á, thì mình có thể làm là về lĩnh vực là kho bãi ha. Hoặc là một làm một cái chỗ mà xí nghiệp nho nhỏ đó ở trong này. Dân cư ở đây thì đông rồi anh chị, đường xá thì đi rất là thuận tiện. Chỗ vị trí em điền đây mà đi ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bửu ấy thì khoảng đâu đó là 7 cây số anh chị, 7 cây. Còn mà mình di chuyển ra ra trung tâm xã thì khoảng đâu đó 1 cây số thôi. 1 cây số là ra tới trung tâm xã rồi, cũng như là chợ đò luôn ha, trường học nằm đó luôn. Khu vực này thì đã sử dụng là điện nước, nước là nước máy nè chị, điện nước thì có đầy đủ ha. Đó, sổ riêng. Giá thực sự là giá này rất là rẻ anh chị, giá ngợp anh chị. Giá này là đang cần tiền bán lỗ. Đã. Thì đất thổ cư mà có hơn 2 triệu mét vuông là giá đầu tư rồi còn gì nữa. Đó, đất thổ cư. Chứ bây giờ mà kêu mà tìm đất thổ cư mà có vài trăm ngàn một mét vuông thì không có ha. Khoảng hai cái này khoảng 2 triệu hơn thôi một mét vuông anh chị. Đó. Rất là rẻ. Rồi em Điền sẽ xin nhắc lại một lần nữa ha. Giá bán bất động sản mình á, sẽ có 2 phương án để bán ha. Thì tất nhiên là gia chủ mình bán thì để lại tất cả những cây cối rồi. Riêng cây vú sữa thì có thể cân đối để lại vài cây thôi, để lại vài cây cho cô chú chị mình thôi, còn gia chủ mình sẽ bấn đi chỗ khác ha. Thì đây anh chị, có 2 phương án để bán. Từ đây mặt tiền phía sau đường nhựa này ở 10 mét đi vào đây mà 3.200 mét vuông á là bán là 6.900.000.000. Còn mà thêm cái phía sau nữa, thêm 1.300 nữa là 4 sao rưỡi á, 400 thổ cư sẽ bán là 8.900.000.000 đó. Rồi nếu mà cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem trực tiếp bất động sản này. Và xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video của em Điền.
Hảo Điền cũng xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú chị những clip sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.